Lên một con cô gu Italy nha mọi người. Con này núm ngược bên tay trái, núm bên tay trái nha, và nó là cơ kim gây kim crazy nha mọi người, kim nhảy nha. Đó, từ đây nó 12 nè, rồi nó nhảy qua 13, rồi nó nhảy qua 13 nè, rồi nó nhảy tùm lum hết. Nói chung nó không có một cái cố định như những cái đồng hồ khác là từ 1 tới 12, mà cái này là nó mình muốn nhìn giờ mình chỉ nhìn theo cái số thôi. Ví dụ như bây giờ là 12:06 nè, 12:06 nằm bên này nè. Đó, mình chỉ nhìn theo cái số thôi nha mọi người. Rồi ở đằng sau máy nè, máy đẹp cực kỳ luôn, Koro hiệu ý cho em nha. Đứt xoáy chống nước, chống nước là 5 ATM 20 chân kính. Máy nó rất là đẹp, mấy con này đẹp lắm luôn nha. Rồi đằng sau cái này là cái núm trái của nó nè, nó là núm cầu, núm giống như trái banh á. Này núm bên trái lên cót cũng ngược luôn, chỉnh giờ ngược lên cót ngược, kim nhảy. Sao em sẽ đo và để góc phải màn hình nha. Da này da đà điểu khóa bướm cho em, đẹp cực kỳ luôn. Rồi lên cho em con này, em bán con này với giá là 1,8 triệu. Em đang bán trên phiên là 1,9 triệu đó nha mọi người. Nhưng mà vì em bị vía nên em sẽ xả xuống 100 ngàn, chứ không xả được nhiều nha. Tại vì hàng này là hàng đấu lẻ không mà không có gặp lẻ, không mà không có hàng, không không có cơ, không có giá mắc rẻ đâu nha mọi người. Đó, 1,8 triệu cho em nha. Mua inbox cho bên em, dán là dán 33, dán con 33 nằm trên tay á mọi người.